Chào các bạn, đây là chiếc máy chụp hình Samsung ST700. Chiếc máy chụp hình có hai màn hình của Samsung phiên bản mới, khá là hay, rất là phù hợp cho những người nào thích tự sướng. Đây là những cái đặc tính kỹ thuật mà Samsung muốn nhấn mạnh ở cái máy chụp hình này, có cái độ phân giải là 16 megapixel, cái màn hình phía trước là 1:8, ống kính zoom 5x, độ rộng là 26 mm, màn hình bên trong là 3 inch có thể cảm ứng, và cái menu thiết kế để chúng ta có thể dùng bằng tay, khả năng quay phim HD. Và đây là cái Smart 2.0 gì đó của Samsung. Bây giờ mình xin mở hộp chiếc máy này ra. Thì ở đây chúng ta có đĩa, phần mềm, không quan trọng lắm, có cái miếng lau màn hình sạch, hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành, cái thông tin nhanh, và có một cái bút này để chúng ta gắn vào cái dây đeo máy để nó cảm ứng. Chắc thì chúng ta làm bằng tay cũng được. Đây là máy. Trong đây chúng ta có một sợi SIM, một đầu là USB, một đầu là chuẩn đặc biệt của Samsung. Đây là cục sạc. Cục sạc thì giống như cục sạc điện thoại. Như vậy là chúng ta sẽ cắm trực tiếp cái máy ảnh vào cái cục sạc này và nó sẽ sạc pin, chứ không cần một cái cục sạc rời như những cái máy ảnh khác hay sử dụng. Đây chúng ta có một cục pin 740 mAh và kèm theo một cái thẻ nhớ SanDisk 2GB. Sony Ericsson Arc thì dùng thẻ nhớ của Samsung và Samsung thì dùng thẻ nhớ của SanDisk. Thật là lòng vòng. Và chúng ta có phần này thử. Mình sẽ nói về cái máy. Đây là cái máy ST700 của Samsung. Với cái ý tưởng từ năm ngoái là có cái màn hình phía trước để chúng ta có thể tự chụp hay chúng ta có thể tự sướng và rất là dễ dàng, không gặp khó khăn. Thực chất thì mình thấy cái mặt trước của cái máy ảnh này nó cũng đã được làm bằng một lớp kính, tức là chúng ta có thể nhìn thấy chúng ta trong đó rồi. Nhưng mà nếu mà có cái màn hình nữa thì chúng ta biết chính xác hơn là chúng ta sẽ như thế nào. Đây các bạn, các bạn có thể thấy là mình ở trong ngoài rất là mình đang vừa thực hiện thao tác là chụp mình. Đây bạn, đây là kết quả. Đây là chiếc ST700. Thì các bạn thấy ở đây có nút chụp, chụp, nút zoom, gạt qua bên này để zoom gần hơn, gạt cái bên này để zoom xa ra. Ở đây có nút play để chơi lại hình ảnh video mới chụp, nút bật tắt mở máy đây, và nút FLCD, tức là From LCD để tắt và mở cái màn hình phía trước. Khi nào chúng ta muốn tự sướng chúng ta bấm cái này. Để chúng ta có vẻ như là hai cái mic và cái loa để phát âm thanh. Ở phía mặt sau của máy thì đây là một cái máy có màn hình cảm ứng hoàn toàn, chúng ta chỉ có một cái nút home ở đây, và với cái giao diện cảm ứng với những cái nút được thiết kế lớn để chúng ta có thể thao tác bằng tay. Cái màn hình là màn hình 3 inch, có những chương trình được Việt hóa. Nếu các bạn đang sử dụng smartphone thì việc bấm màn hình này chúng ta phải bấm mạnh hơn một chút. Mình sẽ không đi sâu vào cái phần này. Ở bên cạnh phải của máy chúng ta sẽ thấy một cái cổng HDMI và một cái cổng của Samsung được đậy dưới một cái nắp, được che khuất nhìn khá là tốt. Đây chúng ta có cổng của Samsung, cổng này thì chúng ta gắn cái sạc vào thì nó sẽ sạc. Nếu chúng ta cắm vào máy thì nó sẽ như là một cái đồ thẻ chép hình ảnh ra. Ở đây là một cổng micro HDMI
Thì với cộng micro HDMI này chúng ta nối phim và hình chụp từ máy này ra cái màn hình lớn của chúng ta. Ở phía dưới của máy thì chúng ta có một cái cổng để mà gắn cái máy này vào cái chân chụp hình. Đây chúng ta có cục pin gắn vào đây và một cái thẻ nhớ micro SD Samsung thích micro SD, trong khi mình nghĩ là nên là SD hơn. Ở bên cạnh trái chúng ta không có gì cả, có in chữ 16.1 megapixel. Khi chúng ta mở máy lên thì cái ống kính zoom sẽ được lồi ra thế này. Zoom vào zoom ra thì đây là khoảng tối đa. Đây khoảng tối đa đây. Thì cái ống kính này nó có cái độ rộng mở rộng nhất là 26mm, và với 5x thì nó cái ống kính nó sẽ thành 26-130 theo tiêu chuẩn của phim 35. Ống kính này do Schneider làm, này này có gắn mắt Schneider. Ở đây chúng ta có một cái đèn flash ở đây và một cái đèn hỗ trợ nét, đèn hạn chế mắt đỏ. Bây giờ mình chụp một tấm hình. Màn hình 3 inch của ST700 màu sắc rực rỡ, có độ phân giải là 230.000 điểm ảnh. Các bạn coi sợ lực. Bây giờ mình lấy miếng lau, mình lau vì nguyên một cái mặt trước của con ST700 này là một cái mặt kính phẳng hoàn toàn, đâm ra là rất là dễ bấm vân tay như hệt một cái màn hình cái điện thoại cảm ứng vậy. Rồi, xin cảm ơn.